Bước sang tuổi 60, dù tài giỏi đến đâu cũng cần đóng lại 4 cánh cửa trong cuộc đời. Thưa các khán thính giả của kênh Đạo Đời, trong cuộc sống của mỗi người, chúng ta luôn luôn mở cửa. Cổng nhà, cổng trường, cổng đơn vị, cánh cửa hôn nhân, cánh cửa may mắn. Khi mở bất kỳ một cánh cửa nào, điều đó có nghĩa là chúng ta đi được xa hơn và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi nếu bản thân cứ tiếp tục mở cửa mà không đóng thì cuộc sống sẽ như thế nào? Điều này giống như một ngôi nhà mà tất cả các cánh cửa đều được mở ra. Mặc dù căn nhà khá thoáng đãng, nhưng khi có giông bão, căn nhà lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt, không thể chống lại mưa gió. Vì vậy, khi bước sang tuổi 60, chúng ta nên học cách đóng cửa để khẳng định bản lĩnh làm người. Đóng cửa để nhốt lại quá khứ, từ đó toàn tâm toàn ý là chính mình. Có 4 cánh cửa trong ngôi nhà cuộc đời, dù tài giỏi đến đâu cũng nên đóng lại. Quý vị cùng chúng tôi lắng nghe và chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. 1. Đóng cánh cửa trái tim và học cách ở một mình. Khi còn trẻ, chúng ta mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu đẹp đẽ, cảm nhận những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống và cả sự xô bồ của xã hội hiện đại. Thế nhưng khi bước qua tuổi lục tuần, cả sức khỏe, thể chất và tinh thần không còn đảm bảo để ta có thể đắm chìm vào những cuộc chơi như thời còn thanh xuân. Lúc này, ai ai cũng khao khát một cuộc sống yên bình để tận hưởng quãng thời gian cuối đời cho chính bản thân mình. Do đó, khi bước sang tuổi 60, hãy nhớ đóng cửa trái tim và tận hưởng cuộc sống của riêng bạn. Ở một mình giúp con người học cách tự trò chuyện với bản thân mình tốt hơn. Bởi trong xã hội hiện đại vô cùng huyên náo này, người ta thường chỉ nhìn vào người khác chứ ít khi nhìn vào bản thân. Sự ồn ào và huyên náo ấy thường có sức phá hoại rất lớn với sự trưởng thành của con người. Có một câu nói của một nhà văn Trung Quốc như thế này: cảnh giới tốt nhất của cuộc sống là sự phong phú và im lặng. Im lặng bởi thoát khỏi sự cám dỗ của hư danh bên ngoài. Phong phú bởi vì có kho báu của thế giới tinh thần bên trong. Chính vì thế, khi đóng cửa trái tim, thế giới của bạn sẽ yên bình. Những thăng trầm trong quá khứ, sự xô bồ của xã hội sẽ không còn là thứ mà bạn quan tâm. Giờ đây, quan tâm chính bản thân mới chính là lẽ sống của người sau tuổi 60. 2. Đóng cửa nhà và từ chối tiếp những người dư thừa. Lý Thúc Đồng là một nhà giáo, chính trị gia Trung Quốc lỗi lạc. Do đó, có rất nhiều người kính trọng ông. Khi còn dạy học ở Thanh Đảo, thị trưởng địa phương Thẩm Hồng Liệt cùng một nhóm các chính trị gia nhiều lần đến hỏi thăm ông, đồng thời mời Thúc Đồng đến tham dự tiệc giới chính trị gia. Tuy nhiên, 3-4 lần từ chối đến dự tiệc và thừa nhận bản thân chỉ là cư sĩ ẩn danh, không thích hợp đến những nơi náo nhiệt như vậy. Thực ra, lúc này Lý Thúc Đồng đã ngoài 60 tuổi rồi. Ông muốn rút lui khỏi cuộc sống bộn bề để cuộc sống yên bình mà thôi. Quả thật, trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người. Có người tốt và cũng có người xấu. Có người hữu ích với ta, nhưng cũng có người dư thừa. Do đó, chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học, chứ đừng mù quáng chạy theo xu hướng, kết bạn bốn phương để rồi bản thân đi lạc lúc nào không hay. Bên cạnh đó, vì có quá nhiều bạn nên chúng ta sẽ bị cuốn theo những cuộc chơi và những mối quan hệ phức tạp, dẫn đến cuộc sống ngày càng mệt mỏi. Chính vì thế, 60 tuổi vô dục vô cầu, hãy đóng cửa nhà và toàn tâm toàn ý bên cạnh những người thân của mình, yêu thương gia đình, từ chối tiếp người dư thừa, bởi gia đình là nơi neo đậu bình yên nhất trong cuộc đời của mỗi người. 3. Đóng cửa nơi làm việc và trở thành người về hưu. 60 tuổi đã đến tuổi nghỉ hưu. Nếu bạn không sẵn sàng rời khỏi nơi làm việc
bạn sẽ bị ghét bỏ, thậm chí không được coi trọng. Ông Trương sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan. Một hôm, khi ông đi gặp khách hàng để ký hợp đồng, khách hàng nói: "Nếu tôi ký hợp đồng với ông, tôi sợ bản hợp đồng này sẽ không có hiệu lực. Bởi nếu vài ngày nữa có việc bất trắc xảy ra, ông không còn đi làm nữa thì tôi sẽ tìm ai để giải quyết?" Nghe thấy thế, ông Trương rất buồn và trở về cơ quan với gương mặt xám xịt. Trẻ trọng dụng, già đào thải, đó là quy luật của tự nhiên, của chốn công sở. Bởi tất cả mọi người đi làm đều vì lợi ích của bản thân. Khi bạn lớn tuổi và không còn làm được việc gì nữa, mọi người sẽ không vì thế mà chăm sóc bạn, vẫn sẽ loại trừ bạn, đóng cửa nơi làm việc và đến cơ quan như một vị khách. Đó mới là dáng vẻ của một người thập toàn nên có. 4. Đóng cửa tranh chấp, không kết giao với tranh luận. Một khi đến tuổi 60, chúng ta không nên cãi vã, cáu gắt, kích động. Hãy học cách bình tĩnh để mọi việc thuận theo tự nhiên. 60 là tuổi mặc kệ lời ngoài tai, không phải tuổi xông pha chiến trường. Thế nên sự yên ổn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mặc kệ lời ngoài tai, ở đây là khuyên bạn không nên tranh luận với người khác. Thắng một cuộc tranh luận đối với bạn cũng chẳng có lợi gì cả. Bạn đã 60 tuổi rồi, tốn hơi sức để tranh luận có ích gì không? Điều bạn cần làm là không cáu gắt, không bốc đồng. Những cuộc tranh luận vô nghĩa chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, có người chỉ muốn tranh luận vui, dù biết mình sai nhưng vẫn phải tìm cách phản bác. Đây là một thú vui không nên có, nhất là đối với những người tuổi xế chiều, kiệm lời vẫn hơn. Quý vị thân mến, trong tiểu thuyết võ hiệp, ta thường thấy các đạo sĩ khi muốn gia tăng công lực sẽ bế quan tu luyện, nhốt mình trong một khoảng không gian không tiếp xúc với ai, cũng không đi ra ngoài. Thế nhưng đạt đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ phải xuất quan, mở cửa quay trở lại cuộc sống. Đời người chúng ta cũng vậy, phải chọn cơ hội thích hợp để mở và đóng những cánh cửa trong cuộc sống. Mở cửa xe đưa bạn đi du lịch, mở cửa nhà chào đón tri kỷ để tâm sự, mở cửa nhà của con cái giúp gắn kết tình thương, mở tủ sách đọc thêm vài cuốn để rèn luyện tri thức và tận hưởng sự yên bình của cuộc sống. Mở cửa và đóng cửa thể hiện sự khôn ngoan của mỗi người, nhất là khi đến tuổi 60. Mong có được cuộc sống bình yên, tránh thị phi tới gần, tránh những điều không như mong muốn, vì biết cách đóng cửa chính là tự mở ra cánh cửa an yên cho mình.